giới thiệu anh em cách lắp cốt điện cho Toyota Raize này. Đây, con này đầu tiên là anh em mình sẽ qua một lỗ đây DJ vào trong này nhá. Thay bát ở đây. Đấy. Trên này là cũng dưới cũng thay bát luôn. Anh em mình lắp ti vào. Đấy, anh em nhớ vị trí là R này. Đấy, bên R bên phải nhá. Đấy, còn bên này cũng thế là L này, thay bát bên này. Đấy, hai con ốc này. Là xong. Đấy, đây vào đây thay bát trên này nữa. Đấy. Rút vào đây. Đấy, tất cả các rắc là ví dụ rắc ngàm này thì anh em mình cắm đảo chuyển nó có rắc đảo chuyển thôi. Cũng anh em mình quyết định là ok. Đấy, còn cái ngàm đây là cái ngàm của nó này. Ngàm của nó thì nó sẽ là hít trên nhá, thì nó sẽ có cái motor. Anh em mình buộc motor vào đây là được. Đấy. Ví dụ như mà nếu mà anh em mình đấu đá cúp ấy, đây công tắc ở đây này. Đấy, tủ của mình không đọc được nhưng mà nó sẽ là dây màu nâu nhá. Anh em cứ đo dây màu nâu phi mát bung cúp vào được, anh em mình đấu đá cúp vào là được. Đấy, còn trên này nó sẽ có một cái nút ở đây. Anh em mình bấm. Đấy, cúp sẽ xuống. Đấy, còn bấm mở đây này. Đấy, cốp nó bung luôn. Đấy, dưới này anh em mình sẽ thay cái con trụ dưới này. Đấy, mở lên nó kêu tít phát. Đấy, anh em mình bấm 3 lần mở là cốp sẽ tự xuống. Ok. Đấy, bấm 3 lần mở này. Đấy, cốp sẽ tự bung. Đấy, tích hợp đủ hết. Đấy, còn cái dây trên này nó sẽ giờ dây ở cột B này anh em mình đấu đấy. Nó là dây màu trắng. Ok nhá. Còn trên này sẽ có cái nút trên này nữa này. Đây là nút này. Nút công tắc bấm xuống. Đấy, anh em mình giữ phát công tắc nó sẽ bấm xuống này. Đấy. Giữ phát công tắc nó lại lên. Đấy, giữ phát công tắc lại lên này. Đấy. Đấy, đá cúp phát là tự lên luôn. Ok. Xin chào anh em. Chúc anh em thực hiện thành công nhé.